Đấy, sau khi các bạn có được cộng đồng những người, nhóm người quan tâm và có nhu cầu mua sắm thì các bạn chạy quảng cáo chuyển đổi để các bạn kích thích họ ra quyết định mua hàng. Và khi mà họ kích thích ra quyết định mua hàng thì các bạn sẽ có được cái nhóm khách mua hàng ở đây. Thì các bạn sẽ, nó sẽ đi dần dần để các bạn khoanh vùng cái thị trường của mình, để các bạn. Thì những người mà đã biết về thương hiệu của các bạn là những người, thứ nhất là họ đã xem video của các bạn trên fanpage, họ đã từng tương tác với fanpage các bạn rồi, tức là họ đã từng like, từng share, từng bình luận vô tất cả các bài báo của các bạn, hoặc người ta đã từng truy cập vô website của các bạn. Ví dụ như đối tượng này là đối tượng tùy chính, tên của đối tượng là mọi người đã tương tác này, thứ ba là tên fanpage. Đấy, có ba cấu trúc như vậy. Tên đối tượng nè là tùy chỉnh, hành vi là mọi người tương tác, và tên fanpage. Vì sau này các bạn có thì khi các bạn làm một cái video á, các bạn làm một video về giới thiệu sản phẩm hoặc là giới thiệu công ty, hoặc là giới thiệu dự án, hoặc là một video kích thích nhu cầu để các bạn nói ra những cái gì đó ngon bổ rẻ sản phẩm các bạn. Đây, ví dụ như thầy sẽ chọn những video mà về khóa học của thầy. Ai mà chưa có video thì mọi người nhìn nè, mọi người chọn hết video nói về sản phẩm, sáu người tích vô trang 2 trên 3, tích vào nhiều hay nè, nó có nhiều lắm. Mọi người sẽ chọn trong cái đối tượng tùy chỉnh này, mọi người sẽ chọn đối tượng gì và loại trừ đối tượng gì. Đấy, chọn đối tượng gì, loại trừ đối tượng gì để